Thưa quý vị và các bạn, ngày này cách đây 69 năm, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, giải phóng hoàn toàn miền Bắc. Nhân kỷ niệm 69 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2023, chúng ta cùng ôn lại chiến thắng hào hùng của ông cha ta qua ký ức của những chiến sĩ đã trực tiếp tham gia chiến dịch lịch sử 56 ngày đêm. Cụ Phạm Văn Phước và cụ Phạm Văn Uy là hai trong số 10 chiến sĩ ở thôn Vương Tòng, xã Hùng An, huyện Kim Động đã trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến dịch Điện Biên Phủ. Cả hai cụ đều đã ở tuổi ngoài 90. Nhưng cứ vào ngày đầu tháng 5 lịch sử, các cụ lại tìm đến với nhau, cùng nhau nhớ lại những ký ức, những ngày chiến đấu gian khổ. Năm 1952, khi vừa tròn 19 tuổi, cụ Phạm Văn Phước đã xung phong nhập ngũ, được biên chế vào Trung đoàn 174, Sư đoàn 376, Binh chủng Bộ binh. Sau đó, vừa huấn luyện, vừa hành quân lên Tây Bắc chuẩn bị cho chiến dịch. Tham gia từ những ngày đầu chiến dịch, cụ Phước không thể nhớ hết mình đã trực tiếp đánh bao nhiêu trận, tiêu diệt bao nhiêu kẻ thù. Nhưng với trận đánh cuối cùng, đánh chiếm đồi A Bột thì cụ Phước vẫn nhớ như in, bởi tại đây cụ đã phải chứng kiến sự hy sinh, sương máu của nhiều đồng đội. Tối hôm mùng 6 là đơn vị công binh đã đào xong hầm ngầm ở đồi A1. Thì chúng tôi được báo là bộc phá đồi A1 sắp nổ. Thế chúng tôi lui về đằng sau để cho bộc phá nổ. Thế thì khoảng độ 8 giờ 8 rưỡi thì bộc phá nổ. Thì đánh sập hầm ngầm đồi A1. Từ bấy giờ trở đi là các mũi đều đồng loạt xung quanh đánh chiếm từng ngách hào, từng ngõ cốt của địch. Chúng tôi bắt sống một khoảng hơn 100 tên. Là đội A1 chúng tôi làm chủ. Còn đối với cụ Phạm Văn Uy, khi được binh chế vào thuộc Trung đoàn 675, Sư đoàn 351, có mặt đất đã chứng kiến bao khó khăn gian khổ, sự vất vả hy sinh, khí thế quyết tâm của bộ đội trong quá trình kéo pháo vào rồi lại kéo pháo ra. Trên đầu thì pháo binh nó phản pháo, dưới đất của mình phải khênh pháo, vai rác chứ phải bỏng, nhưng mà vẫn cố gắng đi bùn đi nước như thế này, thấm bùn, xong mặc nó khô, rồi hôm sau lại tiếp tục tôi là cứ mặc bộ quần áo thôi, không có thời gian giặt, ăn uống thì nó bây giờ chủ yếu là gọi là mắm kem, rau cỏ không có, mỗi một cái khó khăn lại vượt qua rồi thì lại nó lại có một niềm tin chiến thắng. Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, cả hai cụ lại tiếp tục tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau đó trở về địa phương tiếp tục tham gia công tác hội cựu chiến binh, bí thư chi bộ thôn. Mỗi người một binh chủng, một vị trí chiến đấu khác nhau. Song những người chiến sĩ Điện Biên đều chiến đấu quên mình với quyết tâm giành chiến thắng. 69 năm đã trôi qua, các chiến sĩ làm nên chiến thắng người còn, người mất. Nhưng ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện lịch sử giải phóng Điện Biên vẫn mãi mãi là bản hùng ca bất diệt của quân và dân Việt Nam.